Hôm nay mình nấu món đặc biệt đó là hủ tiếu mì bò giò heo sa tế ha các bạn. Rồi để làm món này hôm nay mình sẽ làm trong nồi Instant Pot để mình hầm xương nè. Ở đây Ngọc Thúy có khoảng gần 3 bao xương ống bò và một chân giò heo trước, khoảng cỡ 2 bao rưỡi nguyên cái chân giò heo nha. Để ăn tái cho cái món hủ tiếu mì bò này thì mình cần cái thịt tái rất là mềm ngon. Đó hôm nay Thúy mua là tái filet mignon, ở đây mình khoảng có khoảng hơn 2 bao rưỡi nha. Tương ớt nè, và không thể nào thiếu món chính đó là sa tê nha các bạn. Và tương đen để một lát nữa mình làm cái sốt mình bỏ vô trong cái nồi nước súp đó. Hành xay, tỏi xay, sả xay, mỗi thứ khoảng 30 g, khoảng 150 g củ cải trắng, một củ hành tây lớn. Khi các bạn ăn cái món hủ tiếu này thì lại cần cái rau, đó là cái rau cải ngọt nhé. Và các bạn nên mua cái rau cải ngọt loại nhỏ này, mình ăn cái mì hủ tiếu sa tê rất là ngon. Và đây là có bánh hủ tiếu và mì, rồi hành ngò cắt sẵn. Rồi nào, hãy cùng vào bếp với Ngọc Thúy và nấu nước lèo trong nồi Instant Pot món hủ tiếu mì bò chân giò sa tê tuyệt vời nha. Việc đầu tiên mình sẽ rửa xương nè. Bây giờ mình sẽ rửa chân giò bắp bò trước ha, ăn chân giò heo trước ha các bạn. Đó thì lần nào cũng vậy, khi rửa luôn luôn các bạn phải rửa bằng muối để cho nó thiệt sạch. Giò heo mình mua về mình đã phải cạo lông sơ qua và sau đó rửa sạch bằng muối và giấm. Sau khi đã rửa hai lần nước, bây giờ là mình sẽ rửa giấm nè, và xả lại với lại nước lạnh lần nữa. Các bạn phải xả lại với lại êm nước nóng nha, 2-3 lần cho đến khi cái xương của mình nó thật là sạch và thơm luôn. Các bạn cũng làm giống như vậy với lại xương ống bò ha. Với lại xương bò, đầu tiên mình cũng phải rửa bằng muối và bỏ một chút xíu giấm vô và mình sẽ rửa sạch. Rồi bây giờ Ngọc Thúy sẽ rửa tất cả các xương bò và sẽ hướng dẫn tới các bạn sau khi mà mình đã làm sạch xương bò nhé. Bên đây các bạn bắt một nồi nước sôi và cho những cái xương bò và chân giò heo sau khi đã rửa sạch vào chùm sơ qua nhé, khoảng 10 phút để cho các chất dơ của nó nổi lên và mình lại rửa sạch lại nữa. Như vậy khi mà mình nấu cái nồi nước lèo á, nó sẽ rất là trong vì mình nấu trong nồi Instant Pot đó các bạn, thì mình không có hớt bọt xương thường xuyên nên mình phải càng làm cho xương mình càng sạch thì nồi nước bò nước lèo của mình thì càng trong và càng thơm. Bỏ một ít muối vô và mình để đó đun sôi khoảng cỡ chừng 10 phút, sau đó mình sẽ đi rửa sạch lại ha các bạn. Bây giờ cái nồi xương bò và giò heo của mình nó đã sôi lên được khoảng cỡ chừng 10 phút rồi. Các bạn thấy không, các chất dơ của nó được nổi lên trên mặt như vậy nè. Bây giờ thì mình sẽ ninh thêm khoảng cỡ chừng 1 phút nữa và mình sẽ mang ra mình xả lại nước lạnh. Và mình sẽ bỏ vào nồi Instant Pot để mình hầm lấy cái nước lèo của cái món hủ tiếu mì của mình nha. Bây giờ thì mình tắt bếp và mình đi rửa xương. Để chuẩn bị cho nồi nước lèo thì các bạn ở trong đây có cái trái trâu ha, các bạn bỏ dùm cho mình 4 tép
tỏi mà các bạn không có cắt ra nhé, và một khoảng 10 gram gừng và một nhúm tiêu sọ. Lý do mà mình bỏ vô trong đây á, để một lát nữa mình bỏ vô trong nồi, khi mà mình vớt xương ra đó các bạn, thì nó sẽ không có làm dơ cái nồi hủ tiếu của mình ha. Nên nhớ là hôm nay mình nấu hủ tiếu nên mình không có bỏ hoa hồi hoặc là những cái hương liệu mà giống như phở nha các bạn. Cái này nó là hủ tiếu chứ không phải là phở, mà cũng không phải là bún bò Huế. Hủ tiếu giò heo sa tế. Món này á thì thường hay người ta hay làm để cho các nồi lẩu hoặc ăn hủ tiếu, rất là ngon. Các bạn cũng có thể ăn với bún được luôn. Thì khi mình nấu hủ tiếu, tất cả các loại hủ tiếu thì mình không có cần phải bỏ hoa hồi. Rồi trong đây nồi Instant Pot, mình sẽ mở nắp ra và các bạn bỏ cho mình xương bò xuống dưới tận cùng trước nha. Bạn xếp xương bò ở phía dưới đáy nồi, sau đó thì cho giò heo lên. Bây giờ thì mình sẽ bỏ củ cải trắng, hành, một củ hành và cái trái châu gồm có gừng, tỏi và tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vô. Các bạn đổ nước lên tới 2/3 nồi nha. Rồi đây mình đã đổ nước tới 2/3 nồi ha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mà mình là nấu nước lèo khi mà mình có nhiều xương. Và mình nấu như vậy mình sẽ nấu 2 lần để cho mình có thêm nước lèo. Và đồng thời nữa cái xương bò của mình nó sẽ ra được hết tất cả các chất ngọt. Bỏ cho mình 1 muỗng canh rưỡi muối nha. Hai mươi gram đường phèn, một muỗng canh chicken powder. Cái lý do mình sẽ bỏ chicken powder bây giờ là để cho cái giò heo của mình nó được ngấm gia vị thơm và nó sẽ không có bị lạc. Rồi một lát nữa mình sẽ nêm nếm lại. Bây giờ thì các bạn đậy nắp vô cho mình nha. Sau khi đậy nắp, các bạn bật qua siêu liền cho mình và cắm điện vô. Các bạn bật súp broth nấu cho mình khoảng 20 phút, bởi vì 20 phút mình hầm á, giống cái mình chia sẻ với các bạn những video trước á, là để thời gian là nó vừa đủ nhất để cho cái giò heo của mình nó vừa mềm và nó không bị rụt. Sau khi 20 phút các bạn sẽ ngâm cho nó khoảng cỡ chừng 20 phút nữa và các bạn lấy ra thì cái giò heo của mình nó mềm, nó không có bị rụt. Bây giờ là nó mới bíp là 20 phút nấu của mình đã vừa mới xong nha. Ngọc Thúy sẽ giữ keep warm cho 15 đến 20 phút nữa. Sau đó mình sẽ mở nồi ra để mình lấy cái giò heo ra trước đó các bạn. Và mình sẽ đổ thêm nước và mình ninh thêm để lấy nước lèo và cho cái xương bò của mình nó ra hết chất ngọt. Bây giờ đây thì mình đã hâm keep warm được 20 phút rồi, tức như là L0 20. Bây giờ thì mình sẽ xả van ra nha. Đây bây giờ mình đã xả vào venting và van mình đã xả, hơi nước nó đã hết bốc ra. Bây giờ thì phải đợi cho cái nắp đỏ này khi nào nó thụt xuống, lúc đó thì mình sẽ mở nắp ra nha. Rồi bây giờ nắp đỏ của mình vừa mới thụt xuống rồi nè các bạn ơi. Bây giờ Ngọc Thúy sẽ mở nắp ra và lấy các giò heo của mình ra trước nha. Wow, các bạn thấy sao? Nồi nước lèo của mình nó thơm quá chừng luôn. Và bây giờ thì mình sẽ check thử coi cái giò heo của mình đã rụt chưa nè nha. Các bạn thấy không? Giò heo của mình nó đã rụt ra rồi. Bây giờ thì mình sẽ vớt giò heo ra trước thôi. Và mình sẽ ngâm vô trong nước lạnh ha. Hôm nay chân giò của mình nó hơi rụt. Đây các bạn nhìn thấy không, nước lèo của mình nó trong ngon, không cần phải hút bọt luôn. Rồi sau khi mình đã vớt hết tất cả giò heo ra rồi, bây giờ Ngọc Thúy sẽ vớt hành tây và cái trái châu này ra mà mình sẽ đổ thêm nước vô ha các bạn. Rồi đây các bạn ơi, đây là mình chỉ có còn xương bò thôi ha. Bây giờ Ngọc Thúy sẽ chắc bớt nước ra và mình sẽ hầm thêm một lần nước nữa nha,
để mình lấy thêm nhiều nước lèo và cũng đồng thời để cho xương bò của mình ra hết tất cả chất ngọt. Sau khi mà mình đã chắc xong hết tất cả nước của cái nồi Instant Pot mình hầm lần đầu rồi á các bạn, thì bây giờ trong nồi mình chỉ còn lại là xương bò, các bạn lại đổ thêm nước giùm cho mình ha. Các bạn đổ cho tới 2/3 nước và kỳ này các bạn sẽ hầm xương bò nha. Đồng thời bỏ thêm cho mình khoảng một chút xíu muối và một chút xíu đường phèn ha, khoảng 10 gram đường phèn. Bây giờ mình sẽ lại đóng nắp lại, bật qua nút sealing, các bạn bật cancel cho mình ha, và lại nhấn subrot. Lúc này thì các bạn có thể hầm bao nhiêu phút cũng được hết, vì mình chỉ cần cho cái nồi xương của mình á là nó rụt ra và nó ra chất ngọt. Ngọc Thí để 30 phút và mình sẽ keep warm cho tới khi nào mà cái nút đỏ nó nhấn xuống, nếu mà các bạn bận công chuyện. Còn nếu mà các bạn không bận thì các bạn có thể xỏ van, nhưng hôm nay mình sẽ để cho cái nút đỏ nó thụp xuống. Bây giờ mình đi chợ và mình sẽ trở lại sau khi cái nồi này nó nấu xong nha. Rồi bây giờ sau khi mà mình đã nấu xong và cái nút đỏ thụp xuống, bây giờ mình sẽ mở nắp ra nha các bạn. Wow, sau khi mình về mình đã mở nắp ra nè, các bạn thấy xương, thấy không, nồi nước trong veo luôn. Bây giờ thì mình sẽ vớt xương bò ra và mình sẽ đổ cái nước mà lần đầu hồi nãy mình đun á, và mình sẽ bỏ vô và mình xào sa tế, mình sẽ nêm nếm lại lần cuối nha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt xương ra hết nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xào sa tế cho món hủ tiếu bò sa tế và heo của mình ha. Trong đây là có cái chảo ha, các bạn bắt lên và bỏ giùm cho mình một muỗng canh dầu ăn. Sau đó thì mình bỏ hành xay và sả xay. Mình sẽ xào lên cho tới khi mà sả với hành của mình nó hơi màu vàng rồi, lúc đó mình mới bỏ tỏi nha. Rồi bây giờ mình sẽ xào cho tới khi mà sả và hành của mình nó hơi ngả sang màu vàng, rồi mình sẽ bỏ tỏi xay vào và mình sẽ chiên sơ lên nữa nha. Mình sẽ bỏ một muỗng dầu hạt điều vào để cho cái màu của nó đẹp nè. Dầu hạt điều thì luôn luôn lúc nào mình cũng thắng sẵn hết á các bạn, để khi mình cần xài á thì mình có. Kế tiếp mình sẽ bỏ tỏi xay, nhớ để lửa 2 giùm mình nha, là lửa cao nhất đó. Wow, thơm quá. Rồi bây giờ tới khi sả và tỏi của mình nó đã hơi cháy xém như vậy là rất là ngon rồi nha các bạn. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ đổ vô trong cái nồi nước lèo của mình nhé. Đây, nồi nước lèo Thúy đã chắc ra rồi. Đó, bây giờ các bạn sẽ đổ tất cả các hành tỏi phi vô và sả. Sau đó các bạn cho mình một muỗng canh sa tế. Các bạn nào mà muốn ăn cay nhiều hơn á thì có thể bỏ nhiều hơn nha. 2 muỗng canh tương đen này ha nha các bạn. Rồi, các bạn nêm cho mình hủ tiếu này, các bạn bỏ cho mình 2 muỗng canh tương đen vào trong cái nước lèo nha. Và 1 muỗng canh tương đỏ. 2 muỗng canh nước mắm. Hai muỗng canh chicken powder. Rồi bây giờ các bạn trộn đều lên. Wow, nồi nước lèo của mình thơm mới là thơm mà. Nó hơi cay cay, nếu mà các bạn nào mà không muốn ăn cay nhiều đó thì mình bỏ ít sa tế thôi nha. Cái mùi sả và mùi tỏi hành phi cháy nó thơm, nó làm cái nồi nước lèo của mình thơm lắm à các bạn ơi. Các bạn có thể nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình mình nha. Ngon quá luôn. Thì nấu nước lèo á, thông thường á, luôn luôn nấu phở hay là nước lèo nào á, mình cũng bỏ thêm một chút xíu, một tablespoon bột ngọt, nó sẽ làm cho cái nồi nước lèo của mình nó đậm đà hơn. Các bạn nào không muốn ăn bột ngọt thì không cần phải bỏ nha. Rồi bây giờ thì mình cắt thịt bò ha. Như là Thúy đã từng chia sẻ với các bạn đó, khi thịt bò mà mình cắt tái á, thì các bạn phải lấy giấy thấm khô và lau sạch ha. Mình không có rửa lại nước nha. Hôm nay thịt bò ngon quá trời luôn. Cái thịt bò này là mình cũng mua tái filet mignon đó các bạn. Khi mà mình ăn tất cả các loại phở, hủ tiếu hoặc là các thứ tái á, Thúy thường hay mua thịt bò này. Tại vì nó rất là mềm luôn á. Cắt đã thấy mềm rồi. Ở đây thịt bò mình đã cắt xong rồi nè các bạn ơi. Ngon chưa nè. Chụm rau ha các bạn. Ở trong đây các bạn nấu cho mình một nồi nước sôi.
và các bạn bỏ rau vào. Khi các bạn bỏ rau vào rồi, các bạn nhớ bỏ cho mình một ít muối nha. Như vậy thì rau của các bạn nó sẽ xanh cả ngày luôn. Các bạn luộc rau nào cũng vậy hết, mà khi mà mình bỏ nước nó thật là sôi rồi các bạn hẳn bỏ rau vào. Khi mà mình bỏ rau vào rồi thì mình cho một chút xíu muối và các bạn luộc khoảng cỡ chừng 2 phút đến 3 phút cho cái rau của mình nó đã chín nhừ rồi thì các bạn lấy ra. Thì các bạn lấy ra rồi thì các bạn để cả ngày, rau các bạn nó vẫn xanh hoài luôn nha. Cái hủ tiếu sa tế này là mình phải ăn với lại cái rau cải ngọt này, nó mới là ngon, nó mới đúng luôn. Rồi mình đã gấp ra nè, các bạn thấy không? Rau của mình nó xanh ghê chưa nè. Bây giờ thì cái nồi nước lèo của hủ tiếu giò heo bò sa tế của mình xong rồi, các bạn thấy ngon không? Bây giờ Ngọc Thúy sẽ múc ra tô và mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Rồi bây giờ mình phải thưởng thức xem coi nó ngon như thế nào nha các bạn ơi. Ngon quá. Wow, hủ tiếu nè, mì. Có một chút xíu tóp mỡ lên nữa. Ngon quá. Ăn một miếng rau xanh nha. Nước lèo ngọt thanh luôn. Xương bò và giò heo mình nấu chung với nhau á, làm cái nước bò của mình á, nước lèo của mình nó thơm, thiệt là thơm mà nó ngon. Nấu nồi Instant Pot thiệt là tiện lợi luôn. Luôn luôn cho ra những nồi nước lèo ngon nhất. Mùi sa tế hơi cay cay cộng mùi sả và tỏi, hành, chiên, nó làm cho cái nước lèo của mình nó thơm ngậy luôn các bạn ơi. Đúng đúng vị của hủ tiếu mì bò sa tế cộng với giò heo nữa. Wow, ngon quá. Thịt bò tái filet mignon nữa nè. Wow, ngon chưa? Thịt bò mềm tơi luôn. Nước lèo quá ngon luôn. Các bạn ơi, video của mình đến đây đã khá dài rồi. Mình mong sự chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn thật nhiều mỗi khi các bạn vào bếp nha. Và luôn luôn có những món ngon ăn ngon cho gia đình. Nếu các bạn thích video của mình, xin cho mình một like nhé. Và luôn luôn nhấn subscribe and share cho mình để video của mình được nhiều subscriber hơn. Ngọc Thúy sẽ cảm ơn các bạn thật nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới. Bye bye!